Xin chào tất cả các bạn đến với học đài. Hôm nay xin hướng dẫn cho các bạn đàn tay trái về thể loại đàn piano mà các bạn hay gặp như là disco hay là techno. Thì các bạn chưa có sách thì có thể đăng ký mua giáo trình 30 ngày học piano. Trong này có tất cả các điều cơ bản thông dụng nhất, các kiểu đàn tay trái để các bạn đàn solo và có mẫu điểm hát luôn, và cả bài tập thực hành kèm theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đàn điều disco đàn ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn hình và tập tay trái ha. Tay trái thì các bạn tập như sau: hợp âm đô trưởng, các bạn nhấn cứ 1 5 đô trưởng thì đô mi son, thì các bạn sẽ nhấn đô son. Các ở hợp âm khác thì các bạn nhấn tương tự. Mình sẽ hướng dẫn theo vòng hợp âm hay sử dụng là đô trưởng 1 6 4 5 1, đô trưởng, la thứ, pha trưởng, son trưởng, về lại đô. Rồi các bạn nhìn tay trái nhịp 4 4 trong mỗi ô nhịp có 4 phát: 1 2 3 4, la thứ 1 2 3 4, pha trưởng 1 2 3 4, son trưởng 1 2 3 4, về lại đô trưởng 1 2 3 4. Rồi tay phải các bạn ghép vô bấm vào bông đô trưởng này. Bắt đầu 1 2 3 4, la thứ 1 2 3 4, pha trưởng 1 2 3 4, son trưởng 1 2 3 4, đô trưởng 1 2 3 4. Rồi các bạn qua bài tập 2. Bài tập 2 tay trái các bạn, tay phải thì vẫn bấm như là bài tập 1. Riêng tay trái thì các bạn đàn quảng 8 ha. Đô thôi nha. Rồi bắt đầu 1, 2, 3, 4, la thứ 1, 2, 3, 4, pha trưởng 1, 2, 3, 4, son trưởng 1, 2, 3, 4, về lại đô trưởng 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn ghép ha, tay phải nhấn hợp âm 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, son trưởng 1 2 3 4, 1 2 3 4. Rồi đó là bài tập 2. Bây giờ các bạn qua bài tập 3. Bài tập 3 thì kiểu này hơi khó nha. Các bạn nhấn theo nghịch phách nha. Tay trái đàn theo nghịch phách nè. Bùng. Đó, kiểu này các bạn rất hay gặp ha. Vô phần cao trào của bài 1, 2, 3, 4 nè. 1, 2, 3, 4. Đó, nó đàn các phách 2, 3, 4 thì nó đàn nửa phách sau ha, nghịch phách ha. 1, 2, 3, 4, la thứ 1, 2, 3, 4, pha trưởng 1, 2, 3, 4, son trưởng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, các bạn ghép vô. Tay phải thì vẫn nhấn các thế bấm như cũ ha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, giữ luôn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ các bạn vô bài tập thực hành ha. Bài tập thực hành thì sau phần luôn, mỗi phần điều thì đều có bài tập thực hành ha. Mình sẽ đàn bài tập thực hành cho các bạn luôn. Bắt đầu ha. Rồi các bạn chú ý nhìn bài tập thực hành ha. Thank you.
các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.